Đấy. Thì cháu nó đang ăn nó động nó ra hết. Cả cho nó ăn nó động. Trời. Trời ơi. Cá phi giá. Trời. Phải cái cá. Cho cá ăn. Lỗ lổi à chú ạ? À? Đây là trang trại của ông Át. Đi ra ông Át quăng vào người con ấy. Đây. Đây là cách cho cá ăn. Ấy. Ấy, đây đám cá không? Kia mầm, kia ra kéo voi ác lắm nhỉ? Đây mẻ vó. Mỗi ngày cho ăn mấy bao chú ạ? 4 bao. Toàn giúp phi hả chú? Cái là cá bay hay sao? Cá bay à? Cá bay đấy, cá bay đây. Nhìn thấy không? Cá bay là ếch bay. Mà không chết người à? Ở đâu? Hả? Ở chỗ nào chú ạ? Ở cái đường đi Vân Đình, ở đường cây sắc nhé. Đường đi Vân Đình phố cây xăng là chỗ nào chú ạ? Chú ăn. Chú chợ chồng đây. À đi chợ chồng đi ngược lên đi gì? À bố ơi, bố. Chồng ngược lên chẳng cái đường chưa? Bố ơi, bố. Cái Vân Đình gì? Bố ơi, đây nhá. Nó con cá nó sẽ ăn hết một từng nhà. Ao cá. Ao cá ông á. Nhìn nha, xem còn mấy cái răng nào? Mấy cái? Một, hai. Hai cái à? Chắc nó điêu hết rồi. Ui, bôi bố, bôi. Nó ăn. Đấy, nó ăn. Đấy, nhảy à, đấy, cá nhảy à. Nó còn ăn thế này. Kì không? Ôi trời. Ui trời, ui trời. Nhảy thích không? Vẫn còn. Nó đã đắp chưa? Chưa. Bây giờ chắc cho về nhà rồi. Ra ngày đi kiểu gì đâm quá rất tai nạn của chết được người, nhưng mà tự nhiên nó quýt cơ dây điện thoại bố mày xe chở ga mà. Nó ở đâu? Lòng. Cái đầu. Thằng ấy tên là gì? Quấn. Quấn cân. Không biết. Nhật bốc cho cá này. Thế là hết đòi hả? Hết rồi. Ôi, cái cháy rồi hết đòi hả? Ôi, cái cháy rồi hết đòi. Ôi, cái cháy rồi hết đòi hả? Thôi đi về cho khỏi nó. Nên ra quay, đứng đi quay để anh cho bó. Người cá. Người cá đang ăn xong rồi kéo. Tí nữa ăn xong rồi kéo à? Kinh à? Cá phi ấm ấm. Để, cho cá ăn. Còn rô phi sao nhỉ? Không, không phải đâu mà là đá, ừ. Đá, có cánh bay, bay, bay khắp mà. Trời.
ấy 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 ấy. Ấy cái ấy sang chỗ vợ lại hot hot gơn đấy, ghép ghép tí đen đen mà là được. Ui giời, ui. Ui. Mùi tanh lắm. Ấy. Úi xa. Tưng tưng tưng. Thôi xong rồi, nó đi hết mất rồi. Ông áp ra ông ấy chửi cho. Đi về đây. Đi về đây.